Xin chào. Đây là mình chuẩn bị làm một món cơm cuộn cuốn chay. Đây là rong biển. Và đây là rau củ quả, cà rốt. Chuẩn bị. Mình sẽ lấy cơm mình nấu chín xong rồi cái mình bắt lên bếp mình xào. Cái món cơm cuộn chay này mình sẽ xào ở trên lửa cho nó nóng lên. Mình nêm một ít hạt nêm, một ít tiêu, một ít hạt bột ngọt, một chút xíu dầu. Chúng ta sẽ xào cho nó đều gia vị lên. Và một chút chín của cà rốt. Củ cà rốt nó sẽ chín lên, nó dịu lại. Thì cái khâu chuẩn bị của mình ở đây là gồm có cơm, cơm xào trên bếp, rồi chuẩn bị cho mình là rong biển, và đây là nhân của cơm cuộn, gồm có cà rốt, đậu que xào và đậu hũ. Mình sẽ xào ba món chung lại. Rồi đây là nguyên liệu mình chuẩn bị. Đây là rong biển. Rong biển ở trong cái bịch mình mua này nghe các bạn. Nó khoảng 37 hay 40 nghìn gì đó là một bịch như thế này. Mình mua ở siêu thị. Rong biển đã sấy để dành để cuộn cơm. Thì rất là ngon và hấp dẫn. Rồi, cơm mình xào ở trên bếp nó đã khô. Nó đã khô và đều gia vị. Rồi, khâu mình chuẩn bị cuốn nha các bạn. Cái muỗng. Ở đây thì mình không phải là người cuốn. Mình không phải là người cuốn rong biển chuyên nghiệp cho nên mình chỉ cuốn theo cái kiểu cách mình hiểu biết được một ít ở gia đình thì mình sẽ làm. Mình sẽ chuẩn bị một cái bọc ni lông. Tại vì thường người ta cuốn chuyên nghiệp á thì người ta có một cái miếng tre chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Còn ở đây mình không có chuyên nghiệp. Với lại mấy lần đi siêu thị về kiếm mua mình cũng không thấy có bán ở đâu đặc biệt. Mà mình muốn xài thì mình vô siêu thị mình kiếm mình chưa gặp. Có lẽ mình sẽ cố tìm. Đây là cách mình cuốn cơm nha các bạn. Cho cơm vô miếng rong biển. Là một món cơm cuộn chay cũng rất là ngon đặc biệt. Đây là đậu. Đây là cà rốt. Củ đỏ. Có thể mình cho dưa leo thêm cũng được. Tiếp tục cho cơm lên. Một cái cuộn cơm như thế này á thì nếu mình cuốn bằng nẹp tre nó sẽ rất là dễ, nhưng mà cái này mình cuốn theo cái kiểu mình tự chế biến thì mình cũng cố làm cho nó dễ lên. Dù là nó không có quá là và chống dễ như ở trong cái cuốn của người ta. Nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cho nó thiệt là dễ. Ở đây thì cái miếng rong biển nó rất là dai.
nên mình cuộn từ 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 từ, và mỗi lần mình cuốn vô thì mình nhận một cái, mình sẽ ấn ấn xuống, mình đè xuống mình cho nó vừa tròn cái cuốn rong biển và nó vừa được vẽ lại. Có thể mình túm hai đầu lại, mình sẽ túm hai đầu của rong biển lại, rồi mình sẽ cho vô cái bọc ni lông. Bởi vì khi mình cho vô bọc ni lông như thế này, mình cuộn lại đặng mình kéo cho nó dẻ, thật là dẻ. Mình sẽ xe tròn lại. Vậy bảo đảm cho cái kiếm cơm của mình dẻ. Mình sẽ đè xuống thật là mạnh. Kéo bọc. Bởi vì bảo đảm cái cuốn cơm mình nó dẻ thì khi mình cắt ra nó sẽ không bị bời rời, nó không bị rớt cơm ra các bạn. Người ta cuốn chuyên nghiệp, người ta có cái nẹp tre. Còn cái này mình không chuyên nghiệp. Cho nên cách chế biến của mình thì mình cũng chỉ cho các bạn ở nhà. Nếu mình không có nẹp tre giống như người ta chuyên nghiệp thì mình cũng làm được một cuộn rong biển ăn nữa đó. Không đòi hỏi quá cầu kỳ hay là phải đầy đủ gì đâu. Rồi mình cái này cũng tự sáng tạo để mà mình làm thôi. Tự sáng tạo để mình làm cho cái cuốn cơm của mình nó được dẻ. Rồi, bảo đảm cuốn cơm mình nó đã dẻ. Mình sẽ cho ra dĩa nha. À, cuốn cơm ngon lắm. Cũng sẽ cắt thử cho nó có thật sự dẻ không. Đây, đây là cuộn cơm rong biển của mình. Rất là dễ thương phải không các bạn? Đây là một cuộn cơm rong biển chay. Mình hướng dẫn làm rất là đơn sơ của gia đình. Mặc dù là mình không có đầy đủ nguyên vật liệu giống như người ta cuộn, nhưng mà nhìn cũng rất là ngon, hấp dẫn, đúng không? Quá tệ đâu. Rất là ngon. Rồi, như vậy là mâm cơm chay của gia đình mình hôm nay gồm có sushi chay, cơm cuộn đậu hũ, cà rốt, dưa leo, đậu, một dĩa gỏi bắp chuối gồm có đậu hũ, thập cẩm và một tô canh chua cũng là bắp chuối, đậu hũ cộng, đậu hũ chiên, rất là hấp dẫn. Và đây là món tráng miệng, chuối cao. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Chúc một ngày mới an lành, hạnh phúc, cùng với một bữa cơm chay, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, hòa bình trên thế giới. A Di Đà Phật.